Chào mừng bạn đến với kênh nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Sapaske do dược phẩm Santech sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Sapascare cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Sapascare có thành phần là chiết xuất đông trùng hạ thảo 200mg, yến xào 50mg, xin HCL 200mg, chiết xuất hồng sâm 50mg, cao linh chi 50mg, cao nữ lang 50mg, cao tâm sen 50mg, cao củ bình vôi 50mg cao bạch quả 20mg và một số các thành phần khác. Sapaske được bào chế dưới dạng viên nang mềm. Sapaske mang lại cho người dùng công dụng giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi, giúp ăn ngon ngủ ngon, hỗ trợ làm giảm tình trạng mất ngủ, không ngon giấc. Sản phẩm dùng cho các trường hợp người bị suy nhược cơ thể, mệt mỏi, ăn không ngon miệng, hấp thu kém, ngủ kém, khó ngủ, ngủ không ngon giấc. Người trong thời kỳ dưỡng bệnh Người mới ốm dậy, cần bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm Sapaske được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Sapaske được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, uống một viên trên ngày uống sau ăn, nên dùng liên tục từ 2 đến 3 tháng. Chống chỉ định khi sử dụng Sapaske, không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để xa tầm tay trẻ em. Tác dụng của sản phẩm tùy thuộc vào sự hấp thu của từng người. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Sapaskey, đồng thời biết cách sử dụng Sapaskey sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham